Học Châu Phu Nhân, tập 7. Định 酒店就同城，安心预定，退改无忧。同城旅行邀您收看高光时刻。站在那儿干嘛？年轻人偶发胃不适，轻症用清药，新三九备肽，邀您观看胡珠夫人。细胞级修护，预约年轻肌存心全新璀璨系列，邀您观看胡珠夫人。陛下，hôm nay đi cưỡi ngựa hay đến thư phòng nghị sự đây? Liễu đại nhân đã trình tấu sớ lên muốn bẩm với bệ hạ, đi ngủ. Vâng, nô tỳ đi trả lời ngài ấy. Người ở nhà bếp phân biệt đối xử thật đấy, không cho chúng ta đồ tốt, toàn cho mấy thứ thừa thải. Bắt nạt Thục Dung Phi của chúng ta không được sủng ái. Bích Hồng, cô quên Thục Dung Phi đã nói với chúng ta thế nào à? Bình thường càng không khiến người ta để ý càng tốt. Ta biết Thục Dung Phi muốn sống yên bình ở cung Vũ An, nhưng nay Thang đại nhân sắp đi rồi. Ở Chú Liễn, ngài ấy với Thục Dung Phi quen nhau từ bé, thân như huynh muội. Bây giờ phải đến nơi xa như vậy, sau này muốn gặp nhau cũng khó. Thục Dung Phi đi tiễn cũng không được ư? Cô cũng không xem lại đây là nơi nào. Bệ hạ, bệ hạ bớt giận. Bệ hạ, Mục Đức Khánh, có nô tỳ. Tuyên chỉ. Dân, hoàng đế bệ hạ có chỉ, giờ thình sáng mai chủ tướng Hoàng Tuyền Quang, Thang Càn Tự khởi hành từ thành Thiên Khải đến Hoàng Tuyền Quang nhậm chức. Năm xưa Thang Càn Tự có công hộ tống Xưởng Dương đến Chú Liễn, nay lại có thêm công lao đưa công chúa Đề Lan và Xưởng Dương về Đại Trưng, vậy nên phê chuẩn cho Thục Dung Phi xuất cung đưa tiễn khâm thử. Thần thiếp tiếp chỉ. Nô tỳ cáo lui. Bích Tử, tiễn công công. Thục Dung Phi, người định phụng chỉ đi tiễn Thang đại nhân thật ư? Nô tỳ nghe nói, theo quy củ của Đại Trưng, cung phi và ngoại thần xưa nay đều phải tránh hiềm nghi. Thiên Khải. Tướng quân, trong triều lại chẳng có ai đi tiễn tướng quân, đúng là khiến người ta chạnh lòng. Ta ở Chú Liễn mười mấy năm, đã mất căn cơ ở Đại Trưng. Lần này bệ hạ có thể ủy thác trách nhiệm lớn lao, đã là hoàng ân cuồn cuộn. Tướng quân, còn nửa canh giờ nữa mới khởi hành, hay người nghỉ ngơi một lát đã? Không đi à? Bẩm bệ hạ, đêm qua Dung Thục Phi bỗng nhiên sốt cao, nửa đêm người hầu cận đi mời thái y. Thái y nói đúng là bị nhiễm phong hàn. Đêm qua bỗng nhiên, người hầu trong cung Vũ An nói từ sáng sớm Thục Dung Phi đã bị bệnh rồi, chỉ là sợ quý nhị quá nhiều người nên vẫn không đi mời thái y. Đêm qua bỗng bị sốt cao nên mới không thể không đi mời thái y. Thế thì thú vị đấy. Được, vậy chúng ta đến cung Vũ An xem thử rốt cuộc cô ta ốm đau thế nào. Bệ hạ giá đáo.
tham kiến bệ hạ. Trẫm nghe nói ngươi bị bệnh, đã mời thái y đến khám chưa? Thưa bệ hạ, vừa nãy đã gọi thái y đến rồi. Quả nhiên lòng bàn tay ra mồ hôi. Thế thì lạ quá, hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, sao lại bị bệnh nhanh thế? Không phải dịch bệnh đấy chứ? Nếu thật sự là dịch bệnh thì không phải chuyện nhỏ đâu. Tốt nhất là ra khỏi cung tránh dịch. Bệ hạ, hôm qua chấm lệnh cho Thang Càn Tự khởi hành đến Hoàng Tuyền Quan nhậm chức. Hôm nay ngươi lại đột nhiên sốt cao. Nếu đây không phải là bệnh dịch thì e là bị ý chỉ của trẫm hại rồi. Sao hả? Bảo ngươi đi đưa tiễn, ngươi sợ rồi ư? Thục Dung Phi, bệ hạ, bệnh suyễn của Thục Dung Phi là bệnh cũ, lại bị nhiễm phong hàn nên bệnh mới đột ngột trở nặng. Sáng nay thái y đã đến chẩn mạch, chỉ nói là ở trong cung tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Một ít khánh, có nô tỳ. Cung nữ trong cung không hỏi tự đáp là thói gì vậy? Là phạm thượng, theo lý phải đưa đến nội ngục. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Các em đừng nói nữa, bệ hạ không có ý này đâu. Thần thiếp và Thang đại nhân đúng là người quen cũ, nhưng tuyệt đối không có tư tình. Thang đại nhân là nam nhi tốt, trong sạch đường đường chính chính, giống như bệ hạ vậy. Nhưng trước giờ thần thiếp nói chuyện với ngài ấy đều ở trước mặt người khác, không hề vượt quá giới hạn. Xin bệ hạ đừng trút giận lên ngài ấy. Nếu bệ hạ nghi ngờ thần thiếp, thần thiếp xin chịu tội vào nội ngục. Nội ngục xưa nay luôn có người tài, có thể điều tra rõ quá khứ của thần thiếp và bệnh của thần thiếp. Ngươi tự sinh vào nội ngục thật ư? Thần thiếp nguyện chứng minh vô tội. Vô gì? Cung tiễn bệ hạ. Mau, mau đi mời thái y. Công chúa, công chúa. Tướng quân, giờ thần sắp qua, vẫn nên khởi hành thôi. Chuẩn bị khởi hành. Rõ. Thần bái biệt bệ hạ, bái biệt Xưởng Dương điện hạ. Đã sắp xếp xong người, tiến hành điều tra các sĩ tử từ khắp nơi đến thành Thiên Khải. Những người đi theo cũng phải đề phòng kiểm soát, điều tra nghiêm ngặt với cả thương nhân và người đi thăm hỏi, để tránh giàn thao lẫn lộn, kẻ quý đồ xấu trà trộn. Người trực trong hoàng cung cũng đổi hết thành người cũ đáng tin cậy. Trực gác đổi ca cũng sẽ làm theo lệnh, để tránh người mới xử lý vấn đề không thỏa đáng và mật thám thừa cơ lẻn vào. Phải tăng cường phòng ngự thành, chú ý tuần tra đêm. Trong cung không có việc nhỏ, nhất định phải đảm bảo an toàn của bệ hạ. Vâng, vâng. Sư phụ, gần đây Hải thị suốt ngày bám lấy con vì chuyện thi cử. Con còn phải vào cung làm việc nữa. Khi xưa Trác Anh đi thi,
đã được sư phụ chỉ dạy, thấy rất có ích, hay người cũng chỉ dạy để ấy đi. Tạ ơn sư phụ. Không có. Sư phụ, người không cần sợ làm con sóc đâu. Con biết trình độ của mình, con còn rất nhiều điều phải học. Việc trong cung làm thế nào rồi? Chuyện này hôm nay không có việc. Tiêu Tử Ca đang ở trong cung. Sư phụ, nội quan nói quan phục mới của con đã xong rồi, lát nữa con sẽ đi lấy. Có thể đi cùng Hải Thị không? Ta là thế này, Hải Thị đã ở nhà lâu lắm rồi, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa. Vậy nên con đưa đệ ấy đến Lăng Cẩm Ty một chuyến. Con đảm bảo đến Lăng Cẩm Ty lấy quan phục xong sẽ quay về ngay. Đi mau về mau. Vâng, sư phụ. Sư phụ nhường đệ kìa. Mau đi thôi, đi thôi, đi. Qua Ninh Thái Môn, đi về phía Tây, vòng qua cung Vũ An và cung Nhân Tắc là đến nơi Tú Nương Lăng Cẩm Ty thường xuyên ra vào. Bắc Tiểu Uyển, chào Phương đại nhân. Cuối cùng cũng có thể thoải mái đi lại trong cung. Mau xem kìa, kia không phải là hai thiếu chủ của Tế Phong Quán sao? Đúng vậy, người đi trước không phải Trích Anh công tử sao? Ngày ấy thì thường đi lại trong cung. Còn vị Phương tiểu công tử kia, chúng ta mới thấy lần đầu nhỉ? Quả nhiên, người lớn tuổi thì phong độ hiên ngang, người nhỏ tuổi thì thanh tú anh tuấn. Tiếc là cũng không ở trong cung, không thể nhìn thấy mỗi ngày. Cô chẳng có chí khí gì cả. Bây giờ chắc anh công tử làm việc trong cung. Khi nào mới có thể thả chúng ta ra khỏi cung để lấy chồng đây? Mau đi thôi. Cô ca, còn phải đi bao lâu nữa? Hải Thị, nếu bây giờ về Lăng Cẩm Ty thì chỉ có đường này để quay về thôi. Ta hỏi huynh là khi nào mới đến Lăng Cẩm Ty? Để hỏi ta gì cơ? Phương Chất Anh, ta phát hiện gần đây huynh cứ hay thất thần, còn suốt ngày đi nhà xí, hễ biến mất là cả ngày chẳng thấy đâu. Huynh có phải huynh bị bệnh rồi không? Mau tìm y quan kê thuốc cho huynh đi. Đệ, ai bị bệnh hả? Ca ca đệ khỏe lắm. Ta vậy đi thôi. Hải Thị, Lăng Cẩm Ty ở ngay phía trước. Với sự thông minh tài trí của đệ, nhất định đệ có thể tìm thấy. Ta bụng lại đau nữa rồi. Ta đi nhà xí đây. Nhớ lấy quan phục đấy. Lấy quan phục. Không phải huynh vừa đi sao? Phương Trắc Anh, Chỉ
999感冒灵，家中常备，暖暖的很贴心。999感冒灵，邀您继续观看狐珠夫人。Hình thiêu này đúng là tinh xảo tuyệt đẹp. Cô nương có việc gì không? Để đại nhân chê cười rồi. Giá Lựu đang luyện tập kỹ thuật thêu bịt mắt mà Điển Nghi dạy, nhất thời không phát hiện mạo phạm đến đại nhân, mong được lượng thứ. Không sao. Đại nhân đến Lăng Cẩm Ti là có việc tìm Điển Nghi ư? Ta là Phương Hải Thị của Tế Phong Quán, hiệu ý xạ thanh Phương Trắc Anh là sư huynh của ta. Ta đến nhận quan phục mới thay huynh ấy. Thì ra là Phương Tiểu Công Tử. Điển Nghi đến rồi. Phương Tiểu Công Tử, đi lấy quan phục. Phương Tiểu Công Tử, mời vào trong dùng trà. Điển Nghi không cần khách sáo, gọi ta là Hải Thị được rồi. Ta thấy túi thơm này rất độc đáo. Giá Lựu có tâm tư tinh tế, luôn có người nhờ con bé thiêu hộ mấy vật nho nhỏ. Nếu Phương Tiểu Công Tử thích, ta sẽ sai Giá Lựu thiêu vài thứ đưa đến Tế Phong Quán. Phương Tiểu Công Tử, không cần đâu, ta là một kẻ thô lỗ, không dùng đến những thứ này. Chỉ là cảm thấy túi thơm này thật sự rất độc đáo. Phương Tiểu Công Tử, quan phục mới của Phương đại nhân vất vả rồi. Đa tạ Giá Lựu cô nương, đa tạ Điển Nghi, ta còn việc phải làm, xin cáo từ trước. Hỏi thăm sư phụ của người giúp ta. Tiễn Phương Tiểu Công Tử giúp ta. Dân Phương Tiểu Công Tử, mời đi bên này. Cáo từ. Mấy năm nữa, em là kỹ thuật thêu bịt mắt của Lựu Nhi sẽ vượt qua cả ta. Cô quá khen rồi. Kỹ thuật thêu của Lựu Nhi vẫn chưa mượt mà lắm, chọn màu vẫn còn chưa thạo, vẫn cần cô chỉ bảo thêm. Lựu Nhi nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Lựu Nhi, Lăng Cẩm Ti có con thì ta yên tâm rồi. Các tiểu sư muội cũng rất cố gắng. Vừa nãy ta nghe con gọi Phương Tiểu Công Tử là cô nương. E là Lựu Nhi hiểu lầm rồi. Ban đầu Lựu Nhi che mắt, chỉ cảm thấy bước chân và hơi thở của Phương Tiểu Công Tử đều khác những thị vệ khác, hình như là một cô nương. Tháo bịch mắt ra mới biết đã mạo phạm. Trước giờ Tế Phong Quán chỉ có nam tử, sao lại có cô nương được? Cũng may trong Phương Tiểu Công Tử không hề tức giận. Đúng vậy, nơi như Tế Phong Quán sao lại có nữ tử được? Ca ca, Hải Thị, quan phục mới. Không cần xem đâu, đồ tốt đấy. Sao để biết? Ta nói huynh nghe nhé. Giá Lựu cô nương ở Lăng Cẩm Ti đúng là một người tài giỏi. Chỉ nhìn những đồ vật nhỏ mà quấy thêu thôi cũng có thể biết được quan phục mới này không có vấn đề gì. Đồ vật nhỏ? Đúng vậy, đồ vật nhỏ. Nhưng mà thêu mấy đồ vật nhỏ đó hại mắt lắm đấy, rất là khó thêu. Phương Trắc Anh, sao huynh lúc thì vui, lúc thì buồn thế? Có phải huynh bị trúng độc không? Nói cái gì vậy? Nếu như bộ đồ này không vừa ý huynh, thì ta sẽ quay lại Lăng Cẩm Ti một chuyến, bảo Giá Lựu cô nương xem lại cho huynh. Nói ra thì Giá Lựu cô nương này xinh đẹp thật đấy. Đôi mắt cứ như viên đá quý vậy. Còn cả đôi tay của cô ấy nữa, cứ như một bó hành non ấy, không giống bàn tay thô ráp của ta. Ta... để nhìn bàn tay của người ta làm gì? Ta để nhìn chằm chằm bàn tay của người ta làm gì? Lỗ mãng. Ta lỗ mãng. Đúng là quá lỗ mãng. Ta đi. Đi về đúng tấn cho ta. Ta đi. Để cho đệ bỏ mấy ý nghĩ ô uế này đi. Ta
lỗ mãng. Hay. Giá lựu. Sư phụ đâu? Hôm nay sư phụ không ăn, bảo chúng ta cứ ăn đi. Sư phụ đi đâu rồi? Không biết. Chắc là có gì. Huynh cười gì vậy? Ta cười sao? Để còn hỏi ta nữa. Để cười cái gì đấy? Để vừa giờ đã nhảy nhót tung tăng. Để nói đi. Để cười gì? Ta luyện võ thấy vui đấy. Vậy huynh cười cái gì? Làm ngọc bội trên người sư phụ rơi xuống cũng coi như đệ có chút bản lĩnh. Nhưng mà đệ đừng có tưởng như thế thì mọi việc đều tốt lành. Ta nói cho đệ biết, đệ nhất định không được kiêu ngạo nóng vội, không được khinh suất. Huynh học theo dáng vẻ của sư phụ mà chẳng giống chút nào hết. Xem sau này ta xử lý đệ thế nào. Sư phụ, người đã ngủ chưa? Con đã chuẩn bị bữa tối cho người. Không cần đâu. Sư phụ, người không sao chứ? Không sao. Con nghỉ ngơi sớm đi. Con biết rồi sư phụ. Nếu sư phụ có gì dặn dò thì cứ gọi đồ đệ nhé. Phương Hải Thị, đêm hôm đệ không ngủ mà làm gì ở đây thế? Quá ra là huynh à. Đêm hôm huynh không đi ngủ mà làm gì đó? Ta đến giám sát đệ. Đây là cái gì? Túi thơm. Phương Hải Thị, đệ không sao chứ? Đêm hôm không đi ngủ mà lại lén lút theo túi thơm ở đây. Túi thơm này của đệ theo xấu quá đi mất. Tiêu Tử Ca giá quần cho mọi người còn đẹp hơn cái này của đệ. Ai bảo cái này là do ta thêu chứ? Cái này là ta nhặt được ở Bắc Tiểu Uyển. Bắc Tiểu Uyển? Tú nương nào của Lăng Cẩm Ti lại thêu được như thế này? Người ta có nhắm mắt cũng không thêu được như cái của đệ. Ta ai bảo là của tú nương ở Lăng Cẩm Ti thêu chứ? Huynh trong đầu huynh chỉ có Lăng Cẩm Ti thôi à? Bắc Tiểu Uyển nhiều người như thế, ai biết được lại theo chứ? Kể cả là cô nương bình thường thì cũng không theo thành ra thế này.
Hải thị, ở đây cũng không có người ngoài. Hôm nay ta thấy lúc ăn cơm, hồn đệ cứ để đi đâu đấy. Ta biết ngay là đệ có vấn đề. Nếu như đệ chấm công tử nhà nào ở thành Thiên Khải thì cứ nói cho ta biết. Cũng không cần phải theo thứ này đâu. Ca ca sẽ dẫn người cùng đệ đến tận cửa cướp người về. Phương Trắc Anh trong đầu huynh suốt ngày toàn nghĩ đến mấy điều linh tinh thôi. Cướp người là việc mà người của Tế Phong quán ta có thể làm ra sao? Huynh có cái suy nghĩ này, ta sẽ đi mách với sư phụ để sư phụ phạt huynh chép kinh, chép 200 lần, để nhìn đệ đi, 300 lần, để đỏ mặt rồi kìa, đỏ mặt rồi, vì hạnh phúc của đệ. Hôm nay ta cũng sẽ bất chấp, để nói cho ta biết đi, ta nhất định sẽ đi tìm hắn, rồi cướp hắn về đây. Huynh mau đi cướp người đi, Phương Trắc Anh, đi đi, để nói cho ta biết là ai đi, cút, cút, để nói đi, cút, ta đi nói với sư phụ, cướp hắn về đây, cút. Xấu đến vậy sao? Nhất định phải thêu thật đẹp. Thì con cầm gì trong tay vậy? Con không cầm gì hết. Sư phụ dạy dỗ Hải Thị suốt bao nhiêu năm nay, Hải Thị vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, cũng vô cùng biết ơn sự dạy dỗ của sư phụ. Con, sau này con sẽ cố gắng nhiều hơn. Còn nữa, còn kỳ thi lần này. Đúng, con cũng sẽ cố gắng làm thật tốt trong kỳ thi lần này. Con, hôm trước con đã làm hỏng ngọc bội của sư phụ, cho nên, con đã làm cái này cho sư phụ. Phương Hải Thị, Phương Trắc Anh, huynh làm ta hết hồn. Để sao thế? Chưa tặng đồ đi được à? Không phải. Vậy vì sao mặc ủ mày chao? Chuyện ta cởi y phục. Cởi y phục. Tên háo sắc này, để tặng hắn cái túi thơm thôi mà hắn bắt để cởi đồ. Phương Trắc Anh, huynh suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Đã bảo huynh đọc tiểu thuyết ít thôi. Là chuyện thi cử đấy. Phải cởi đồ kiểm tra. Ta kiểm tra kiểu gì? Ta kiểm tra thi lộ hết con gì? Đây đúng là vấn đề. Hay là để bảo đệ bị ốm? Không, vậy đi. Để bảo là lúc trước đệ bị thương, khi làm nhiệm vụ có bệnh không tiện nói ra. Huynh mới có bệnh không tiện nói ra. Để làm gì đó? Ta nghe nói người có thể trở thành huynh đệ trong đời, trước đây nhất định là có duyên phận đặc biệt. Chắc anh, ta nghĩ liệu huynh có thể cởi y phục đi thay ta không? Hải Thị à, ca ca đệ đây tuy thường ngày hơi quậy, nhưng ta cũng có khí phách phong độ. 3 năm trước ta đã dự thi rồi, giờ ta mà đi nữa bị người ta nhận ra thì làm sao? Huynh không màng đến tình huynh đệ nữa sao? Màng thì phải màng. Nhưng mà
Nhưng đệ phân biệt đối xử quá đấy. Đệ ngại mở lời với sư phụ, còn với ta thì dồn ép tới cùng. Vậy huynh đâu thể bảo ta nhờ sư phụ đi thay ta được chứ? Với lại đã 3 năm trôi qua rồi, ai mà nhớ huynh chứ? Giám khảo cũng đã đổi rồi, chắc chắn không nhớ đâu. Không không không, ta không muốn, ta không đi. Cùng lắm thì nếu lỡ huynh bị người ta nhận ra thì người ta sẽ bỏ qua cho huynh, vậy vừa hay còn gì. Ta không đi đâu. Trác anh ca, không đi. Không đi thật hả? Đương nhiên. Huynh đã không muốn đi thì thôi vậy. Ta cũng không thể ép buộc huynh. Xem ra kỳ thi này ta cũng không thi được rồi. Về sau ta đành rảnh rỗi đi nói sắp tế phong quán, chuyện làm người ta đỏ mặt của huynh ở Bắc Tiểu Uyển Lâm Cẩm Ti. Phương Hải Thị, đúng, không chỉ có đỏ mặt mà còn trốn vào nhà xí gì đó, cũng không biết là sợ gặp ai hay là thích ai mất rồi. Hải Thị, đi. Đa tạ ca. Dốc dáng tốt, thể chất hơi gầy. Bẩm đại nhân, tại hạ giỏi về hầu quyền, có thể giữ cho dốc dáng uyển chuyển, không được quá nặng nề. Đi vẽ chân dung đi, ghi chép lại. Người tiếp theo, thể chất hơi béo. Thôi bẩm đại nhân, ta luyện đấu vật. Được, tạ ơn đại nhân. Người tiếp theo, thể... Phương đại nhân đúng là huynh đệ tốt. Bận rộn vậy mà còn dành thời gian đưa đi thi. Đệ đệ của ngài đâu? Đã đến. Đã đến ư? Phương Hải Thị. Phương Hải Thị, tại hạ chính là Phương Hải Thị. Phương đại nhân, ngài đừng đùa với hạ quan chứ. 3 năm trước cũng là hạ quan tham gia hội thi lần đó. Ngài còn giành thủ khoa năm đó nữa. Các người nhận lầm rồi. Đó là huynh trưởng của ta, Phương Trác Anh. Tại hạ là Phương Hải Thị. Đây, người với người có phần giống nhau. Phương đại nhân đã được bệ hạ khâm điểm làm hiệu úy xạ thanh, thì sao lại đến đây đùa với các ngươi được? Tướng quân nói đúng, chỉ là hạ quan không biết nên xử lý việc này thế nào. Đã có hộ tịch vào được dòng kiểm tra thể chất thì tạm thời cho vào, là thật hay giả thử là biết ngay. Dân. Phương Trác Anh là mệnh quan, ta không thể động vào hắn. Nhưng nếu hắn cứ thi hộ mãi cũng là tội khi quân. Còn về Phương Hải Thị, theo sát chúng, xem chúng giở trò gì, báo cáo bất cứ lúc nào. Đây là chứng nhận thông qua sát hạch. Phương Trác Anh, huynh đúng là người tốt. Nói nhỏ thôi, đừng để cho sư phụ biết. Sao phải cẩn thận thế? Sư phụ không biết à? Để tưởng sư phụ không biết à? Ta nghĩ chắc chắn sư phụ biết. Nếu không thì làm gì có chuyện đám người kia cho huynh qua. Họ đâu có mù. Chuyện mất mặt thế này cứ bắt ta đi. Không mất mặt thì đâu để cho huynh đi. Đệ, đa tạ ca. Ta nói đệ hay, sau này đệ phải dốc hết sức bằng những gì mình biết, mình học được rồi. Yên tâm đi, những gì mọi người dạy ta đều để trong lòng. Đừng háo thắng. Đừng háo thắng. Háo thắng sẽ có nhiều sơ hở. Phải vững vàng. Vững vàng thì sẽ thành thạo điêu luyện. Yên tâm đi, sư phụ dạy huynh cái gì thì cũng dạy ta cái đó. Đương nhiên rồi, đệ khác với những người khác. Ta khác với những người khác, nhưng không phải khác với kiểu gì khác. Ta đây là Phương Hải Thị của Tế Phong Quán, đầu đệ của Phương Chư, sư đệ của huynh. Ta cố gắng chưa chắc không thể thắng. Có khí phách lắm. Sư phụ đâu? Ta đã mấy ngày rồi không gặp sư phụ. Ta cũng muốn gặp người đây, muốn đích thân chào tạm biệt người.
chắc là ra ngoài làm việc rồi. Tóm lại, đa tạ nhé. Đi đi. Chứng nhận sát hạch. Phương Hải Thị. Phương Hải Thị là tại hạ. Vào đi. Đó là Phương Hải Thị à? Vào đi. Sao lại khác với lúc kiểm tra thể chất nhỉ? Người tiếp theo, ta cũng nhớ là vậy. Lúc đó cảm giác giống một hạo hán. Đây rõ ràng là một tên ẻo lả. Tám người các ngươi sẽ ở đây trong thời gian khoa cử. Trong khoảng thời gian này, bắt buộc tuân thủ kỷ luật, cấm kéo bè kéo cánh, tụ tập đánh nhau, gian lận vì lợi riêng. Buổi đêm không được lớn tiếng ồn ào, càng không được đi qua đêm không về. Nếu vi phạm, lập tức hủy bỏ tư cách dự thi. Hiểu cả rồi chứ? Hiểu ạ. Mọi người đã hiểu cả rồi. Thì nghỉ ngơi đi. Đại nhân, tại hạ có việc bẩm báo. Người nói đi. Sĩ tử này không phải Phương Hải Thị. Ta kiểm tra thể chất cùng với Phương Hải Thị. Dốc dáng của Phương Hải Thị phải cao lớn hơn hắn không ít. Người này mạo danh thi hộ, rất nhiều người đều đã nhìn thấy. Phải, bọn ta đều đã nhìn thấy. Phương Hải Thị không trông như thế này. Đúng là có một số thay đổi. Gì mà có một số thay đổi? Rõ ràng là không cùng một người. Đúng, phải đó. Ai bảo hắn không phải? Danh sách khoa cử ở đây còn sai được chắc. Hắn chính là Phương Hải Thị. Nhưng rõ ràng bọn ta thấy không phải. Đúng vậy, bọn ta thấy không phải. Đại nhân, đây không phải là Phương Hải Thị. Ai nhìn thấy nào? Đứng ra đây. Nhưng có một điều, danh sách khoa cử nằm trong tay ta. Nếu các ngươi chỉ sai, thì đó chính là miệt thị bổn quan, miệt thị triều đình, hủy bỏ hết thảy tư cách dự thi, vĩnh viễn không được tuyển chọn. Việc này đừng quên, các ngươi đều là sĩ tử. Đấu võ mới là việc các ngươi nên quan tâm. Phương Hải Thị, ngươi ngủ ở vị trí trong cùng. Tạ ơn đại nhân. Nơi này là hội quán khoa cử. Ta nhắc nhở các vị một câu, đừng làm săn bậy. Hơn nữa đừng bàn tán lung tung. Nếu đi sai một bước, thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của chính các ngươi đấy. Nghe rõ chưa? Dân đại nhân. Giải tán đi. Cũng không biết lại là đồ ăn hại được danh môn vọng tộc nào nhét vào. Cậy mình có tổ tiên che chở nên hoành hành khắp nơi. Hôm nay ta phải xem thử. Cho dù hắn xin được tư cách vào vòng trong, thì hắn có thể ra qua được bao lâu? Đúng đấy. Biết đâu nắm đấm của ta vừa chạm vào đã đánh gãy vài chiếc xương sườn. Chắc không phải là vì người ngợm thế này, sợ kiểm tra thể chất không qua, mới nhờ người khác thi hộ chứ. Nói thì nhẹ nhàng lắm. Các người có biết Phương tiểu công tử đây xuất thân Phương thị Lưu Thương, nhìn lên các đời tổ tiên, có đời nào mà không phải là anh hùng hào kiệt? Không nói đâu xa, ngay gia chủ đời trước Phương Giám Minh Thanh Hải Công là thủ lĩnh lục dực tướng, công thần lớn nhất dẹp loạn Nghi Dương. Lũ quê mùa ở quê mới lên như các ngươi cũng xứng du khống con cháu người ta sao? Đúng đấy, ta thấy rõ ràng là các người du cáo. Ngươi nói cái gì? Nói người đó, nói người đó. Ngươi nói ai cơ? Các ngươi làm sao sánh được với Phương thị Lưu Thương chứ? Nói người đó. Ngươi nói lại lần nữa coi. Nói người đó. Nói một câu nữa xem. Các vị huynh đài, mọi người đã đến tham gia khoa cử thì cần gì phải nói cho sướng miệng trong chốc lát thế? Tương lai chưa chắc có cơ hội. Nhường các vị, chúng ta hãy thể hiện bản lĩnh bằng nắm đấm đi. Chỉ huy sứ, ổn thỏa rồi à? Ổn thỏa cả rồi. Thuộc hạ nghĩ Tế Phong quán chúng ta gây thù vô số, e là có người mượn cớ làm loạn.
không đến lượt chúng ta lo lắng. Có người để mắt ở bên đó, họ muốn cho Hải Thị vào thi hội, chắc chắn có cách để nó vượt qua ải này. Chỉ là chúng ta buộc phải theo dõi sát sao tình hình thi hội, tránh cho kẻ khác giở trò hãm hại Hải Thị. Đã hiểu. Chỉ lời nói suông mà dám khẳng định ta dựa dẫm tổ tiên, ta tò mò thật đấy. Nếu một người không dựa dẫm tổ tiên thì không thể thành tài, vậy thì gia đình dòng tộc rốt cuộc người nào có thể làm người khai thiên lập địa? Thứ cho Phương Mỗ kém hiểu biết, không biết trên đời này có cây hoàng đế hạt giống công khanh có thể mọc ra công danh từ dưới đất lên. Nhìn người theo dòng dõi cổ hủ, cận chiến mà không biết gì về đối thủ, đần độn. Chỉ với một chút bản lĩnh và tiền đồ của các ngươi mà còn muốn tham gia khoa cử. May mà các ngươi cũng chỉ gặp được ta, còn có thể chơi đùa với các ngươi. Tức chết mất. Các ngươi sao vậy hả? Canh ba nửa đêm không ngủ dậy gây rối. Các ngươi có còn muốn? Đây là thế nào? Ngươi nói đi. Ta không biết. Lúc nãy ta ngủ suốt, vừa bò dậy muốn đi tiểu đêm, thì bất ngờ thấy mấy huynh đài này thành ra như thế này. Cũng không biết là do ai làm. Quá đáng thật, đánh người lại còn đánh vào mặt. Không biết bộ dạng hiện giờ của họ liệu có còn khớp với tranh chân dung trên chứng nhận của họ không. Ngươi rõ ràng là ngươi đánh bọn ta trước. Nhậm Dũng, ngươi nói đi. Ngươi xem hắn đã đánh ngươi thế nào. Chính là hắn Quách Đại Thành. Ngươi nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Đại nhân, tại hạ có thể làm chứng. Tại hạ vừa nãy tận mắt nhìn thấy mấy người này đúng là bị Phương Hải Thị đánh. Phương Hải Thị, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Ta ẩu đả vô cớ sẽ bị hủy tư cách dự thi đấy. Đại nhân, nhưng Phương Hải Thị chỉ trả đòn, chính bọn họ hại người. Phương huynh không có ý xấu. Ơ kìa, ngươi đại nhân,
Các ngươi đừng tưởng không ai nhìn thấy. Bản quan có chứng cứ xác thực. Đúng là các người kéo bè kéo cánh, cậy thế ức hiếp người, khiêu khích Phương Hải Thị. Hắn hoàn toàn vô tội. Việc này... Được rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Đừng gây chuyện nữa. Không thì xử phạt theo quy định. Nghe thấy chưa hả? Dân, dân, đi đi. Đa tạ. Phương huynh khách sáo rồi. Chúng ta tham gia thi hội đều để dốc sức vì đại trưng. Còn đám tiểu nhân này, cho dù thắng trong trận đấu võ cũng không dùng được. Không biết quý danh huynh đài là chi? Tại hạ Hà Sung. Hà huynh, Phương huynh, chúng ta cũng coi như là cùng khoa. Lần này may mà được huynh giúp đỡ, tránh được phiền phức, vì thế gọi một tiếng huynh đài. Không biết có đường đột không? Không đường đột, không đường đột. Chỗ ta có rượu ngon, khi nào huynh muốn uống cứ việc tới tìm ta, không tiếc rượu với huynh đâu. Hà huynh đúng là người thú vị. Chỉ tiếc là mấy ngày nay có chính sự, uống rượu lỡ dở việc. Chi bằng chờ sau khoa cử, ta chuẩn bị một bàn, làm vài món ăn đơn giản, cũng đủ cho chúng ta uống đến khi trời sáng. Được, vậy thì chờ chúng ta đổ đạt. Tới khi đó, chúng ta uống cả ngày cũng không đủ. Nhất định.